Tên trên hàng công của Bầy Ong ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là những gương mặt quen thuộc, gồm có Brian Embomo, Yoane Wissa và Kevin Schader. Đó sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Và lên bóng của Bradford, dứt điểm. Cú đá vừa rồi là của Brian Embomo. Thắng trong đội hình của Bradford thì chắc chắn là những cái tên như là Brian Embomo hay là Yoane Wissa và cả Kevin Schader nữa sẽ là vô cùng quan trọng trong cách chơi tấn công của Bầy Ong. Đây là nỗ lực dứt điểm bằng chân trái của Brian Embomo. Trở thành cầu thủ thứ hai ghi được 10 bàn thắng trong các trận derby London trong một mùa giải Premier League. Người thứ hai làm điều này chính là Harry Kane. Thì các cầu thủ Brentford mới vượt qua được sóng gió. Rất tốt, Yoane Wissa. Và trong đó thì không có Thomas Frank, tiền vệ trái chứ không phải là tiền đạo. Hai cầu thủ đá tiền đạo là Harry Kane cùng với Kulusevski. Kulusevski không được. Nhưng trên thực tế là Brentford chưa từng thắng trong những lần làm khách đến sân của Tottenham Hotspur. Bù giờ trong hiệp 1 của trận đấu này. Người đang thoát xuống là Brian Embomo. Phía trong là Wissa. Rất tốt, Yoane Wissa. Embomo. Một cú đá chết chóc của Embomo. Mới là phút thứ 5 của hiệp 2 nhưng Brentford đã khiến cho Tottenham Hotspur choáng váng. Một cú chích của Bầy Ong. Tình huống phối hợp đơn giản, nụ cười như đông thành đá ở trên gương mặt của Ryan Mason. Và Embomo, niềm hy vọng trên hàng công của Brentford khi mà họ không có Ivan Toney, đã không phụ sự kỳ vọng đến từ ông Thomas Frank. Yoane Wissa là người đã bứt lên và tạo ra đường truyền cho Embomo. Một nhịp khống chế để đưa trái bóng về chân thuận của Embomo. Và Ben Davies đã quá chậm chạp trong tình huống này. Anh không ngăn cản nổi cú đá của Embomo, dù rằng đây có lẽ là một kịch bản mà đáng lẽ ra Davies cần phải nắm rõ hơn. Quả đá khiến cho Fraser Foster nhìn bất lực hơn bao giờ hết. Tottenham Hotspur thủng lưới một cách hơi quá đơn giản. Kulusevski. Emerson Royan. Cú đá hơi thiếu lực. Ốc. Mathias Jensen tạt bóng vào, đánh đầu, dứt điểm. Quả đá một chạm của Brian Embomo, nhưng lần này thì nó không hiểm hóc với Foster. Những cú ném biên của Mathias Jensen mang đến rất nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ của Tottenham Hotspur. Rico Henry tạt bóng vào. Những pha rất nguy hiểm, pha thoát xuống của Embomo. Brian Embomo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Brentford. Và những cổ động viên của Brentford tại sân vận động Tottenham Hotspur đang như phát điên. Một cảnh tượng thật khó tin. Mọi thứ đã quay lưng lại với Ryan Mason quá nhanh trong hiệp đấu thứ hai này. Một cơn ác mộng dành cho Harry Kane và cho Tottenham Hotspur. Lại là Embomo với cái chân trái của mình. Harry Kane chính là người đã mất bóng. Damgat trả quả bóng về. Và các cầu thủ Brentford tạo ra một tình huống phát động tấn công ở hành lang cánh phải cực kỳ nhanh. Cách phòng thủ của Tottenham Hotspur thật khó chấp nhận trong tình huống này. Một lần nữa Ben Davies lại bị vượt qua bởi Brian Embomo, mặc dù Embomo xuất phát từ vị trí xa hơn so với Davies. Nhưng anh lại là người đã có mặt trong khu cấm địa của Tottenham Hotspur. Và sau một nhịp đỡ bóng là một cú đá quá khéo. Lại là một tình huống phòng ngự không tốt của Tottenham Hotspur. Ngày hôm nay thì trưởng ban trọng tài của Premier League ông Howard Webb cũng đang có mặt trên sân. Và tất cả những tình huống xử lý của tổ trọng tài gồm có trọng tài chính Jared Gillett,
và các trọng tài VAR cũng như là trợ lý đều sẽ được giám sát một cách kỹ càng. Không hề có lỗi của cầu thủ bên phía Brentford. Hôm nay có một Embolo thậm chí còn thăng hoa hơn. Một pha mở bóng sang cánh đối diện cho Kevin Trider rất chính xác, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Một đội hình 4-3-3 với một hàng công chơi năng nổ. Này, rất nguy hiểm, lại là một pha thoát xuống hành lang cánh phải. Người đánh đầu phá bóng là Davinson Sanchez. Nico Henry đã tung ra cú dứt điểm ngay. Người còn với Brentford thì họ tiếp tục nuôi hy vọng để lần đầu tiên có mặt tại đấu trường châu Âu, mặc dù đó là một tia hy vọng rất nhỏ nhoi dành cho Brentford thôi. Thomas Frank đang cho thấy sự cao tay so với Ryan Mason ở trong trận đấu này. Không được. Oliver Skip. Oliver Skip xử lý quá phiêu lưu. Rất nguy hiểm, nguy xa. Và thôi rồi, Tottenham Hotspur thủng lưới lần thứ 3 trong trận đấu này. 3-1 cho Brentford ngay tại sân vận động Tottenham Hotspur. Oliver Skip vừa phạm sai lầm ở khoảnh khắc quá quan trọng. Một sự thất vọng không hề che giấu và cũng không thể che giấu được nữa rồi. Đã có những cổ động viên của Tottenham Hotspur bắt đầu bỏ về. Rất nhiều khả năng sẽ là một trận thua dành cho Tottenham Hotspur trong trận đấu cuối cùng của họ tại sân nhà ở mùa giải năm nay. Johan Eriksen mừng gần giống với Erling Haaland, người duy nhất đang có nhiều bàn thắng hơn so với Harry Kane tại Premier League mùa này. Oliver Skip, một cái tên là cây nhà lá vườn của Tottenham Hotspur, một sản phẩm của lò đào tạo câu lạc bộ này, và vừa phạm sai lầm để dẫn đến bàn thua của Tottenham Hotspur. Không phải là đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên Ryan Mason các cầu thủ Tottenham Hotspur thủng lưới vì một sai lầm. Và ở những phút cuối cùng, tôi không hiểu sao Oliver Skip lại đưa ra một quyết định như thế này. Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý chăng? Oliver Skip đi bóng thẳng vào khu trung tuyến của Tottenham Hotspur, nơi mà có đến 2-3 cầu thủ Brentford đứng chờ sẵn ở đó. Anh tự đưa mình vào thế khó. Và Wissa, trước khi anh rời sân thì đã có một phần thưởng dành cho cầu thủ này, đó là bàn thắng vào lưới của Tottenham Hotspur. Và hiệu số bàn thắng bại của Brentford còn ấn tượng hơn so với Spurs.